Anh ơi, ừ? anh đang làm gì ở đây? À, anh đang ngâm cứu trong cái ông chủ nhà. Ông ấy bảo là ông ấy bảo anh xuống đây là thị sát cái chỗ này, là ông ấy đã hút cạn nước cái ao này rồi. Xong bắt đầu là ông ấy chuẩn bị là ông ấy rắc vôi để ông ấy thả ba ba với ếch. Nên là Anh anh suýt đang ngâm nghe ếch cứu với ba xem, ba. anh đang ngâm cứu xem chỗ này ba ba với ếch có thả được không. Làm không lo làm suốt ngày ếch với ba ba. Rồi Hả? có lo được không? Hả? Rồi ăn ếch với ba ba suốt ngày có lo được không? Em ơi, ếch với ba ba bây giờ đang được giá đấy. Được giá cái gì mà được, làm không lo làm. Chả em từ hôm anh đi tìm ếch với ba ba em chưa thấy anh mang đồng nào về cho em đâu nhá. Chưa chốt được mày nhỉ? Chưa thấy cho đồng nào suốt ngày ếch với ba ba. Bây giờ ông chú bà cô nhờ kiếm cho cái mảnh dưỡng già mà anh không chịu kiếm là thế nào? Bây giờ mảnh dưỡng già thì Để gọi là thư giãn giải trí ấy. thời gian giải trí anh bảo được. Thôi bây giờ bảo cô với cả chú ấy là về đây mà nuôi ếch với nuôi ba ba. Anh có nuôi không? Anh chỉ có cách nuôi ếch và ba ba, anh nói thật chỉ có ếch với ba ba mùa này chỉ là thắng, là Ngày anh anh thấy là ếch với ba ba, rồi có ngày em cho anh đi nuôi ếch với ba ba thật bây giờ ấy. thế. Cô chú ấy đây bây giờ là muốn mua một mảnh đất để dưỡng già về để nuôi ếch mới nuôi cá gì Nuôi cá rồi không nuôi ếch. không đợi cả. Mệt lắm rồi anh ấy. Thì bây giờ anh giới thiệu cho cô chú một mảnh như này này. Chỗ này là tầm 1 hát. Mà hát. Ừ. Thì chủ nhà chiều nay nữa là sẽ chủ nhà sẽ gọi bên địa chính xuống làm bìa. Đấy là tất cả xung quanh hàng rào chủ nhà đã rào hết rồi. Và có 50 mét mặt đường bê tông bên đây. Và đường đi bên kia. Đấy, ô tô phi phịt phát tới nhà. Và có hai căn nhà gỗ. Ao 4 cái. Thế thông tin nào nữa? Còn thiếu đấy. 4 cái mà bây giờ là từ đây mà ra đến trung tâm nhảy múa cấp huyện thì chỉ 2,5 cây Gần thế. thôi, mà ra ăn chơi nhảy múa cấp tỉnh thì chắc cỡ phải khoảng theo anh đoán nổ nổ xì xì cũng phải 60 cây đấy. Mà đường xá đi lại đường bê tông xung quanh dân ở rất đông, và giá mong muốn của cái ông chú này là chỉ có 580 triệu. Có Có thương lượng mạnh không? chút lọc thôi. Lọc thuế à? Và anh theo sự ngâm cứu phát lổ bắt xịt của anh thì toàn bộ khu này là có thể trồng dừa nghỉ dưỡng. Và yến thì phải nói là khu này bãi ăn của yến rất nhiều. Và chỗ này theo như anh ngâm cứu là hai loại hải sản có thể nuôi rất tuyệt vời. Cho em Đừng đoán. nói với em là XV33 nữa, em đạp xuống ao bây giờ đấy. Thôi được rồi, thế thì Bây đến giờ đi xem thế nào, giá thì thấy phập phồng, không biết đất ra như nào. Anh nói thì thấy bốn cái ao nghe thích rồi đấy. Đi đi. bốn ao à, đây này. Thì trước mắt là phải giới thiệu sơ là tất cả hàng rào đã được kéo lưới B40 chôn cột bê tông ngon lành, và toàn bộ đường xá chủ nhà múc chỗ nào múc ao, nhưng mà tất cả là để lại rộng cỡ chỗ thì 20 mét, chỗ thì 10 mét bờ để bằng phẳng. Mục đích là để làm chòi câu cá giải trí, khu này làm cái khu câu cá giải trí rất ngon luôn. Ừ. Thế mà cái miếng này, đất chỗ này nó cũng là đất gì đấy? Đất chỗ này là cũng là đất xoài xoáy thì cơm cơm. Sao không trồng dừa nhỉ? Trồng dừa cho mát nhỉ? Bên kia thì họ trồng dừa nhưng chú này chú ấy bận quá chú không có thời gian trồng. Mà em thấy là tất cả đây mọi thứ hàng rào tường rào đã lưới B40 hết. Và đây này, đây là có một căn nhà gỗ bên này, một căn nhà gỗ bên kia. Bây giờ em vào Ô đây để anh giới thiệu cho. Đây anh cũng tô nhà trồng chú ấy à? trồng dừa đây này. Kể cả cây lộc vừng này, ngồi đây này em ơi. Nhớ. Ngồi đây mà cắm câu xong bắt đầu là ngắm ếch. Từng đôi ếch ngồi. Mình cứ làm một cái chòi một đôi Này còn có ếch, này còn trong chòi nữa. Anh có thích chết với em không? Từ mai mà anh đi câu và theo kiểu suốt ngày nhét em nghi rồi đấy. Nhớ chưa? đây. Ừ thôi thì thả ba ba. Thế Ba thì ba em cũng nghi. đây 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 nhà gỗ, căn nhà gỗ rất đẹp nhá. Nhà Đấy, gỗ một này căn nhìn này, chung bên là này một đẹp đi căn nhỉ. này. Đây vào đây anh cho em xem tường tận nhà gỗ, ô tô chạy tới nơi luôn. Đây. Đây là một Đâu? căn nhà gỗ cực kỳ mát mẻ và cột tròn đẹp. Vít. Đấy. Thấy chưa? Sao kín thế nhỉ? Ừ, kỳ lắm, chỗ này là phòng ếch mà. À quên. Anh thích chết hay sao ấy? Suốt ngày Không. ếch 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 trong đầu. Không. Đây có một cái giếng, nhưng mà cái này giếng này thì chỉ dùng nước để rửa tay rửa chân thôi chứ nó hơi bị phèn một tí. Nước Đấy. phèn à? Ừ. Còn bên này cái căn nhà này mới gọi là căn nhà lý tưởng ở đây này. Em nhìn thấy căn nhà đẹp chưa? Thông Căn thoáng nhỉ? nhà này là gỗ, một gian, hai gian, ba gian nhà gỗ và có một cái trái. Chú ạ. Đấy. Đấy có một cái trái đằng trước. Đây tổng thể trong này em thấy. Đây là nhà gỗ này, cột cột to đây. Cột 20 luôn. Là Đấy, chị. đu đủ vườn, đây là cột này 20 luôn. Cao không biết bao nhiêu. Gỗ này có gì? Gỗ này cũng không biết gỗ gì nữa. À.
gỗ căm xe và cà chích thì cái loại này là loại nhóm cũng là vào nhóm nhóm xịn rồi, không bao giờ hư hỏng được, mối ăn là phải rụng răng à. Đấy, đây là các anh ấy là đang ngâm cứu về thả lưới để bắt cá rồi xem tí có bắt được ếch không. Ủa. Anh em đá anh xuống nào bây giờ, xuất hiện ếch. Đi đi đi. À, ếch này. Đây đi qua đây, đấy qua đây đấy, em nhìn đấy đường xá đi vào ô tô ngon không? Đi một cái tới nơi gia đình chỉ ngoài đường bê tông. Ngon quan ở đâu? Đẹp má, đây này nhìn này, cái theo cái rãnh nước này, khu này là cá rất nhiều. Cá lóc ngồi ở trong này. Tí nữa thả lưới sẽ dính đầy cá. Cá lóc ngồi trong này. Bữa nay anh nói chuyện kiểu gì ấy? Cá lóc nó ẩn ở trong này. Đấy, bác này, bác anh ngồi, bác ấy đang chuẩn bị dình ấy này. Cho bác. Dình cá lóc đây này. Đấy, em thấy chỗ này là chỗ này là đường ô tô đi vào được rồi, nhưng mà nếu mà ra trường học thì có sao nhỉ? Ví dụ trường học ngay đây mà. Gần lắm. Thì phải hỏi thế, nhưng chú khu này có cháu gì đi học thì còn yên tâm, mà cái khu này anh nói với cả em như này, khu này mà ai mà có kinh nghiệm mà thả cá mới nuôi thủy hải sản thì ngon. Đây này, chỗ này còn có 2-4 cây gọi là cây châm vối. Cây châm vối. Đẹp không? Em thấy nó cũng bình thường. Đây là rộng này, hai bên này là trồng hết dừa xong đi vào. Xong ngồi đây câu cá. Đây là ao, cái em nhìn cái ao nó to này. Đấy. Ao thì thấy được, thì em không biết nuôi đấy, cá có từ ăn đây, tốt không? Ăn ngon lắm đây này này. Từ đây nhìn thẳng vào cái khu vực nghỉ dưỡng trong kia thấy đẹp không? Bình thường. Thấy đẹp à? Khu này. Cái bình thường. Mấy cả cái giá này là được, không phải bình thường. Đẹp thế đẹp. Nhưng mà em hỏi anh ở đây an ninh tốt không? An ninh tốt mà, ở đây an ninh trật tự cũng như là trật tự an ninh luôn. Trật tự an ninh. Đấy. Này nuôi cái này bán cho ai? Úi dồi ôi. Đại để nghỉ dưỡng thì chủ yếu thả cá 150-70 cân xuống đây để ngắm cảnh thôi mà. Không cần kinh tế đâu. Có thu nhập chứ. Thu nhập ở đây anh gần cả 76-7 sao ao này, anh nói thả cá phải hàng mấy tấn cá luôn đấy. Thế mà 1 hát hơi ít, mua thêm khoảng bên cạnh mấy hát được không? Được, trang ngâm cứu thì hàng xóm thì nào họ chả bán. Đây bên này họ cũng còn một ít ở cạnh đây, họ cũng bán cho mình mấy chục triệu luôn. Mấy chục triệu? Đấy. Đây là cổng đi, mà đây là nhà này còn có một căn nhà xây. Hàng xóm anh? Đấy, hàng xóm nhà xây. Ôi, thế hàng xóm anh cạnh thế? Đi vào qua đây, mình kìa. Nhà mình 50 mét mặt đường mé kia. Là mé kia không phải mé này? Ừ, mà mình mé kia. Còn đây mình đi bình thường thôi. Đấy, nhà mình chỉ có hàng từ hàng rào này. Cái miếng này thì bảo là 50 triệu đấy không bán, nhưng mà 80 triệu bán ngay. Bên này. Là từ kia. Thế đây hết cái khu này mua rồi. Được cả miếng này nó mới đẹp. Ừ, thì bỏ ra thêm 80 triệu là gì? Làm hẳn mấy dãy đây này. Ừ. Đây làm ngồi đây ngồi câu luôn. Thì người ta bảo 50 triệu nhưng mà chủ bên đây không bán, bảo 80 là bán. Thì mua lốt hết cái đoạn bên ngoài này luôn. Thì em thấy được không? Đấy, mình có 50 mét mặt đường bê tông hướng kia rồi. Cái thời tiết bữa nay là thời tiết bao nhiêu độ nhỉ? Thời tiết chỗ này đang đức cơ đang khoảng 33 độ thôi em. 33 độ. Ừ. Mà sao mùa này thấy bướm bay đấy nhỉ? Bướm nhiều lắm, bướm ếch nhiều. Xong mưa xuống là ếch này, ếch này, ếch này, ếch này. Nhỏ ếch ngứa tai chứ nhỉ? Anh chứ nhỉ, ếch là sao nhỉ? Thì đây đi đi. Mà mỗi lần mua cho anh chục ký về anh ăn cho anh té khói nhỉ? Đường bê tông em thấy không? Một phát ô tô trên đường nghỉ dưỡng là phải đi đường bê tông như thế này nó mới không bị bẩn. Hay là nghỉ dưỡng phải có ếch. Anh nhé, anh ăn rồi ngủ lúc nào ấy, anh nhiều hồn em đấy. Thì bây giờ anh thấy cái đấy nó lợi nhuận kinh tế mà nó dễ bán, thì mình bảo các chú các bác em hay nuôi chứ. Em chỉ thấy anh nói thôi, anh chưa thấy anh làm. Anh không hiểu là trong đầu em đang nghĩ cái gì nữa. Nhưng mà anh suốt ngày nuôi ếch mới ở nuôi ba, sao không nuôi cái gì khác đi? Thì bây giờ chỉ nhắn anh nuôi cá sấu à? Sao anh vừa bảo là cái gì cái lều mà có hai con ếch cái gì? Đấy là anh nói nhầm. Nhầm cái gì anh? Anh đang bảo là cái. Anh nghĩ sao anh nói vậy? Anh nói làm gì có nhầm? Không biết là các vị quý vị khán giả nghĩ làm sao chứ mình là mình thật thà, mình nói là ý là hai người ngồi trong lều ngắm ếch dưới ao. Anh nói lại lần nữa đi xem chịu không nào. Thì hai người ngồi trong lều ngắm ếch dưới ao. Có con ếch nào cho anh ngắm không? Thì đấy đấy. Nói nó không thấy nó không biết hợp lệ rồi. Thì nhưng mà ở đây là ếch đồng, còn lúc nào mình nuôi nó mới nhiều thì mới ngắm đấy chứ. Ui em nói thật, nuôi xong nó nhảy đi đâu hết. Đây này, đây, đây là hàng rào đây, hàng rào. Cái này hàng rào nhà mình à? Đây hàng rào nhà mình đây. Đấy. Cái ao nhà bên cạnh nhìn đồ phết nhỉ? Ao nhà bên cạnh nhà ao nhà ông hàng xóm. Nhưng mà sao rồi, trồng chả có cái cây gì mà gọi là nhìn nó ấy. Nói thật với cả em là bây giờ là chỗ hai bên bờ này là tốt nhất là trồng dừa. Là đẹp dừa đấy, hàng đi. Xóm. Đây nhá, hàng xóm người ta cũng trồng sầu riêng, cà phê. Các kiểu em thấy chưa? Hay trồng sầu riêng nhỉ? Ừ đấy này, cà phê sầu riêng rồi vậy. Đấy xung quanh này, đây là một căn nhà nhá. Một nhà xây to này, ở đâu nằm này? Kia một cái nhà xây to này.
Thấy chưa? Góc bên này là 2-3 căn rồi đấy, toàn nhà xây xung quanh hết mà. Thế hàng xóm là đỡ buồn rồi đấy. Nhưng mà thấy đất người ta chỉ có để cái ao mà không trồng cây gì, thấy nó cũng hơi nắng thôi. Ông chú này, ông ấy cũng mua cái chỗ này là ông ấy để nghỉ dưỡng. Thế nhưng mà sau cái thời gian là ông chú lại bảo ông ấy phải chuyển công tác về đây là ở Đức Cơ, nhưng ông chuyển về Đà Lạt, Lâm Đồng đấy. Thế là ông chú mới bảo thôi bây giờ bán rẻ bán đắt thì cũng bán đấy chứ mình không trông nom được. Thì cái giá này là anh thấy là gọi như anh đi nhiều rồi. Dành cho những ai là thích nước, thích cá, thích ba ba, thích thả cá, thích thả cá thì nên về đây là phù hợp, đường xá đi lại, con cái đi học cũng rất gần. Tất cả hàng tường rào này đã chôn hết như này. Nhưng mà nếu mà cái này mà muốn xây căn nhà khoảng cấp 4 hay là nhà yến lên thì có xây được không? Em ơi, xây nhà yến vô tư mà, đã làm bìa rồi, cái là mình xây nhà yến được ngay. Thì chú chiều nay là chú sẽ gọi địa chính nhà, chiều nay xuống đo đấy, đang chuẩn bị bắt cá với cả nướng đấy, cả một tập đoàn đang đứng ở bên kia kìa, em thấy không? Thế từ cái bờ này là khoảng bao nhiêu mét đấy, người ta để như này nó khoảng cái bờ này là từ cái mép cọc này mà qua đến bên đây là khoảng 10 mét là để làm những cái chòi cái nhà đấy, thiết kế. Khiếp, nhiều tiền đấy. Đấy, làm cái chòi cái nhà đây này. Nếu mà ai mà thấy ở thành phố hoặc là ở các cái nơi khu vực mà cảm thấy mọi thứ nó ồn ào, nó choáng ngợp quá thì lên về đây. Xong bắt đầu là cứ thả cá rồi bắt đầu là câu cá rồi xong bắt đầu là trồng dừa, trồng chuối, trồng tre trước ở đây là lấy măng rồi làm ăn, kinh doanh rồi dịch vụ là câu cá giải trí. Thì anh nói thật đúng là không có gì bằng luôn. Em ạ. Cá phải nhiều mới câu cá giải trí được. Câu cá giải trí thì đấy em nhìn thấy toàn bộ khu đây này. Thấy chưa? Ao hồ đây, chim yến nó lượn này. À không, yến nó lượn nhiều không? Nó biết nó có ở hay không? Lượn nhiều này mà làm tổ ở đây thì nó ở ngay đấy. Chỗ mày chỗ này là nước nhiều ấy, là chim nó hay xuống. Đấy. Mà cái nước này đến mùa này là mùa khô là người ta phải bơm lên hay là nó tự còn đấy? Úi dồi ôi, cái nước này không bao giờ nó cạn được. Chứ chỉ sợ mùa khô nó cạn thì làm gì câu cá giải trí. Thì bây giờ là mùa khô nhất đấy, hôm qua có trận mưa đầu mùa rồi. Này không bao giờ cạn đâu đấy này. Mùa này mà nước ở trong đất nó còn rỉ ra này, em thấy không? Nè. Đây là cái kênh à? Ừ, đấy, nó vẫn còn rỉ nước này, thấy không? Thì nước đấy, gì? Là cũng mới sửa lại đường lưới luôn. Chỗ này mà thả gà thả vịt không con nào đi được, tại vì giao lưới B40 hết rồi. Thả chăn nuôi được nhỉ? Ừ, trong này B40 thả heo. Ê, anh vào cái đám con bướm kia đi. Đây này, ui, bướm. Và đã bắt đầu vào kiểu vào đấy xô xè thế ra kiểu công chúa ấy. Đây là bướm. Thấy chưa này, bướm này. Ôi, nhiều thế, trời ơi, đẹp thế. Đẹp không? Anh giáp bướm. Đấy, anh bảo ở đây chỉ có thả mấy con đấy, đây ngắm em nhìn nó bướm bay này. Bướm bay dập dờn đấy chứ, đấy xung quanh bướm, ui dồi ui. Vào đây là bướm này, chim này. Chim này, chim yến nó lượn này, bướm này. Xong bắt đầu là làm vài con ba ba nữa, hiểu không? Không dám nói đến ếch nữa, sợ. Cứ niệu hồn em. Ông đen tối lắm. Đấy, đây là vào đây là mấy anh em tập trung là thả lưới bắt cá đấy. Em nhìn thấy toàn bộ tổng thể đây, nhà đây. Đấy, hết tổng thể như này. Thế là mình mua xong cái nhà kia người ta để mình? Ừ, để hết mà. Thế bảo ông chú, ông bác nào đây vào đây khẩn trương nhanh lên. Thế thì phải bảo chú ngay. Được, bảo cô chú nhanh lên nhá. Đấy, gió mát này, chuẩn bị mưa xong đấy rồi. Xong bảo chú để cho anh một cái ao để anh nuôi ba ba. Ừ, nuôi cả ếch, anh thích nuôi ếch. Rất nghệ ếch. Đấy, nhìn đây này, nhìn đấy, toàn bộ khu này đây chưa? Đẹp chưa? Rồi. Đấy, các cô, các bác ấy đang thả lưới để chuẩn bị. Đấy, xe cộ đây để hết đây, chuẩn bị là xuống ao. Mưa nắng này xuống ao bơi mới sướng này. Em không biết bơi rồi. Đấy, thế thì... Đấy, đẹp chưa? Mai mốt em bảo em gửi cho chú ấy, cho chú lên thăm máy mới được. Đấy, đây, em gửi đi. Lúc nào về em gửi ngay cái video này cho chú ấy quay nhá. Chỗ này thấy cũng được đấy nhỉ? Ok. Thôi, thế này được đấy. Ừ, thế này thế được. Thôi nhá. Ừ, xin chào mọi người nhá.